Thân chào quý vị, chúng ta quay trở lại với câu chuyện ngẫu hứng về dược liệu Việt của Tinh Hoa Xanh. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị món lẩu gà sử dụng gia vị lẩu từ dược liệu Việt của Tinh Hoa Xanh. Đây, mời quý vị. Chúng tôi kết hợp với cả phở để biến thành món lẩu và phở gà. Mời quý vị thưởng thức và chúc quý vị có những bữa ăn ngon lành, tốt cho sức khỏe.